Chào các bác nhé, cảm ơn các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên Thảo Dược.net. Buổi sáng ngày hôm nay thì Quân sẽ chia sẻ cho bác về một cái cây thuốc có nhiều tác dụng mà các bác có thể gặp thường xuyên, bắt gặp thường xuyên. Đấy, nó có thể là sống mọc hoang ở các bãi đất trống, rồi ven đường. Đây chính là cây này đấy ạ. Đây, cái này khi chúng ta chạm vào thì lá nó sẽ bị cụp xuống. Cây này nó gọi là cây xấu hổ đấy, hay còn gọi với tên khác đó là cây trinh nữ. Đấy, cây này thì có nhiều công dụng. Thứ nhất đó là chữa bệnh về xương khớp, ví dụ đau lưng, đau nhức xương khớp này, thần kinh tọa này, vôi hóa này. Một cái công dụng nữa mà nhiều người không biết tới của cái loại cây xấu hổ này hay gọi cây trinh nữ này, đó là tác dụng chữa bệnh mất ngủ. Thì video ngày hôm nay Quân sẽ chia sẻ cho các bác bài thuốc dùng cây trinh nữ để chữa bệnh mất ngủ, khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Đây, các bác khi bắt gặp cái cây này ở ngoài đường ấy, hoặc là ở những bãi đất trống ấy, hoặc là ở những vùng đất hoang, thì các bác có thể là hái về. Đấy, các bác bỏ cái quả đi các bác nhé, bỏ cái quả đi, bỏ cái hoa cái quả đi. Đấy, cây này nó sống rất là dai, ở nơi nào nó cũng sống được và thu hái rất là dễ. Chỉ cần đào về lấy cả rễ càng tốt. Các bác bỏ hết những cái quả đi các bác nhé, bỏ quả hết đi. Đấy, thì sử dụng cái này chữa bệnh mất ngủ như nào? Trong cái bài thuốc chữa mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ chập chờn, khó ngủ, thì người ta sử dụng cái thân cái này và rễ cái này, bỏ quả, bỏ hoa đi các bác nhé. Dùng cây trinh nữ hoặc là cây sổ hổ này kết hợp với cây mạch môn, rồi kết hợp với cây lạc tiên, rồi kết hợp với cây chua men đất. Đấy, mấy loại, một đó là trinh nữ này, hai đó là mạch môn này, ba là lạc tiên này, bốn là cây chua men đất. Đấy, riêng cây trinh nữ này các bác lấy khoảng 15 gram, còn những cái cây thuốc còn lại thì lấy khoảng 10 gram. Đấy, tất cả sử dụng ở dạng khô. Đấy, cắt ngắn, phơi khô, đấy, sao vàng lên. Mạch môn thì lấy cái củ bỏ lõi đi quá nhé. Còn lạc tiên thì lấy cả cái dây thân của nó. Đấy, cây chua men đất thì lấy toàn bộ cả lá cả thân. Đấy, một đó là trinh nữ, hai đó là mạch môn, ba đó là cây lạc tiên, và thứ tư đó là cây chua men đất. Thành phần cây này là 15 gram, các vị còn lại mỗi vị là 10 gram. Đấy, tất cả phơi khô, sau đó sao vàng, hãm nước uống thay trà, uống trong ngày. Đấy, tác dụng của bài thuốc này là giúp an thần, ngủ ngon, tạo giấc ngủ sâu giấc. Đấy, nhiều bác đến tuổi trung niên thì cũng dùng các loại thuốc điều trị mất ngủ mà không cải thiện được, thì các bác có thể sử dụng cái loại cây này các bác nhé. Đây, cây mọc hoang, tưởng chừng như là nó không có tác dụng gì, tưởng chừng như cây cây không làm thuốc, nhưng thực ra đây là một cây thuốc rất là hay. Đấy, ngoài tác dụng chữa bệnh xương khớp thì nó còn có tác dụng an thần rất là tốt. Đấy, tác dụng an thần thì người ta dùng để chữa những chứng bệnh lo âu phiền muộn, rồi chứng bệnh ngủ không sâu giấc, ngủ chập chờn, ngủ một cách gọi là không tốt cho sức khỏe. Đấy, giấc ngủ không tốt cho sức khỏe mà nhiều bác trung niên, rồi các bác cao tuổi là thường xuyên mắc phải căn bệnh này. Đấy, Quân cũng lưu ý với các bác là riêng cây trinh nữ này thì sử dụng toàn thân, chỉ có hoa và quả của nó là chúng ta bỏ đi. Đấy, những cái quả như này các bác bỏ đi nhé. Đấy, những cái quả như này các bác cắt hết đi, bỏ hết đi. Đấy, những quả như này là những cái quả này người ta không dùng đâu nhé. Đấy, nhiều bác là mang cái này về làm thuốc nhưng không biết bỏ hoa bỏ quả đi là nó sẽ không tốt cho cái bài thuốc của chúng ta. Đấy, bỏ hết quả, cả những cái hoa của nó nữa, bỏ hết đi, chỉ dùng cái lá, cái thân và cái rễ của nó thôi. Đấy,
Cây này còn ngoài công dụng chữa mất ngủ ra thì cũng là một cái vị thuốc chữa xương khớp, đau nhức xương khớp, rồi bệnh vôi hóa rất là tốt. Ví dụ như trong cái bài thuốc chữa đau lưng, đau thần kinh, rồi vôi hóa thì có thể kết hợp cây trinh nữ này với rễ của cây cúc tần, rễ của cây bưởi bung. Đấy, là có thể là cũng sao vàng sắc nước uống trong ngày, cũng rất tốt cho bệnh nhân về bệnh xương khớp. Nên nhớ là các bác bỏ hết hoa quả, những cái nụ hoa quả này bỏ hết nhé. Đấy, chỉ dùng cái lá, cái thân và cái rễ của nó thôi. Đấy, cái cây này nhiều người ta cũng mang về làm thuốc nhưng lại không biết bỏ hoa, bỏ lá, bỏ quả đi đâu, nên là cái công dụng của nó không được tốt giống như chúng ta sử dụng như thế này. Đấy các bác ạ, đây là cái cây trinh nữ, hay gọi cây xấu hổ các bác nhé, hay gọi cây xấu hổ. Đấy, nên là ở nhiều vùng có cây này nhưng chúng ta lại không biết sử dụng, chúng ta lại bỏ đi, cắt đi rất là phí. Cây này đào được cả rễ của nó về rất là tốt, đặc biệt là những bệnh về xương khớp thì chúng ta nên dùng cái rễ của trinh nữ này kết hợp với rễ cây cúc tần này, rễ của cây bưởi bung này, rễ của cây cam thảo dây này. Đấy, rất tuyệt vời cây trinh nữ các bác nhé. Còn riêng bài thuốc về bệnh mất ngủ ấy, thì Quân cũng chia sẻ cho các bác những cái vị thuốc như phần đầu video Quân đã giới thiệu với các bác nhé. Nhưng các bác cũng cần lưu ý là bệnh mất ngủ này để điều trị một cách tuyệt đối, để có giấc ngủ sâu giấc, thì chúng ta cũng phải kết hợp với cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học. Chúng ta không nên lạm dụng thuốc nhiều, mà cần phải có tinh thần sảng khoái, tránh lo âu, tránh phiền muộn, rồi ăn ngủ nghỉ đúng thời gian. Đấy, có như vậy được thì chúng ta mới có giấc ngủ tốt được. Chứ chúng ta dùng thuốc nhưng mà chúng ta lại thức khuya, chúng ta lại làm việc căng thẳng, chúng ta lại làm việc lo âu, làm những công việc mà suy nghĩ nhiều, thì nó cũng không tốt. Và chế độ ăn uống cũng cần phải khoa học. Rồi ví dụ như những cái chất kích thích, ví dụ rượu này, bia này, thuốc lá này, cà phê này, đấy, thì các bác cũng phải là kiêng, hoặc là chúng ta bỏ được những cái đó thì kết hợp với dùng thuốc thì nó mới cho cái hiệu quả thuốc là tốt nhất các bác nhé. Đấy, là cái công dụng chữa bệnh mất ngủ, thiếu ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ lo âu, hồi hộp một cách thường xuyên, mãn tính, thì các bác có thể sử dụng cái bài thuốc này. Nội dung video ngày hôm nay chia sẻ công dụng chữa bệnh mất ngủ của cây xấu hổ, hay gọi là cây trinh nữ, của Quân đến đây là hết. Các bác xem video hãy cho Quân một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Quân các bác nhé. Các bác có những thắc mắc gì các bác hãy để lại bình luận xuống bên dưới. Còn bây giờ xin chào bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.